Kính chào quý vị đang đến với chương trình tư vấn sức khỏe. Chương trình được phát trên kênh truyền hình BRT, sóng phát thanh tần số FM 92 MHz. Thưa quý vị, các bệnh lý về cột sống là nỗi ám ảnh của mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới văn phòng, người lao động, lái xe, vận động viên và người chơi thể thao nghiệp dư. Trong đó, bệnh thoát vị địa đệm cột sống cổ là một bệnh lý khá phổ biến, đứng hàng thứ hai sau thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng. Theo các chuyên gia, bệnh thoát vị địa đệm cột sống cổ có nhiều khả năng gây ra biến chứng hơn so với thoát vị địa đệm thắt lưng. Vậy, nguyên nhân, dấu hiệu, điều trị và phòng tránh bệnh này như thế nào? Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn sức khỏe kỳ này. Xin giới thiệu đến quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vĩnh Thọ, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Bà Rịa, khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin chào Mỹ Viên, xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Và trước khi đến với phần tư vấn đối với quý vị khán giả thì mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý về cơ xương khớp ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là các bệnh lý về cột sống. Ngoài nguyên nhân cho quá trình thoái hóa tự nhiên diễn ra, thì phần lớn bệnh lý phát sinh là do những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày làm ảnh hưởng xấu đến hệ cơ xương khớp. Anh Nguyễn Văn Dũng có thâm niên hơn chục năm làm việc ở văn phòng. Hàng ngày, anh làm việc trực tiếp với máy vi tính, thậm chí có ngày ngồi liên tục đến hơn 8 tiếng. Nhập viện trong tình trạng đau cột sống dữ dội, chân tê nhức, đi lại khó khăn. Đi làm ấy thì nó chỉ mỏi hai bên lưng thôi. Thì mình đi ra đi lại một chút xong lại vào ngồi máy. Nhưng mà khi mà nó đau quá rồi, đau quá thì nó nhói hai bên lưng, hai bên hông. Xong rồi nó tê chân, tê vai. Thì lúc đó mình mới không chịu nữa thì mình mới tới bệnh viện khám. Bác sĩ nói là thoái hóa cột sống và bị chèn cái động mạch chủ. Thoát vị địa đệm trước đây thường gặp ở đối tượng trung niên hoặc người cao tuổi và đối tượng phải lao động nặng. Tuy nhiên ngày nay, bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là nhân viên văn phòng với đặc thù công việc thường phải ngồi lâu một chỗ, ít vận động trong suốt 8 đến 10 tiếng, khiến gia tăng áp lực lên cột sống cũng như hệ thống địa đệm, nên có khả năng bị thoát vị địa đệm khá cao. Trong quá trình làm việc thì mình cũng không có thời gian để đứng dậy nghỉ giải lao. Thì cũng hơi lo lắng về cái vấn đề sau này là có những cái bệnh thường là của nhân viên văn phòng hay mắc phải, ví dụ như cột sống hay là thường là về những căn bệnh về mắt. Thì hiện nay chúng tôi cũng có biểu hiện một số cái bệnh, nói chung là chưa đến mức nặng nhất. Ở việc ngồi đồ là cũng có chưa được cái trang, những cái trang thiết bị cũng phù hợp. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau nhẹ, thoáng qua, đau khởi phát từ vùng cổ, vai gáy hoặc vùng thắt lưng. Tuy nhiên, càng ngày, các cơn đau càng tăng lên khi đứng, ngồi quá lâu hoặc xuất hiện ngay sau khi người bệnh thay đổi đột ngột tư thế hay vận động mạnh. Các bệnh lý cột sống như thoát vị địa đệm, thoái hóa cột sống thường diễn biến âm thầm, khó nhận biết và thường không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động, chất lượng cuộc sống. Do những dấu hiệu như đau nhức mỏi lưng, mỏi cổ có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nên nhiều người thường xem nhẹ, lơ là hoặc không chú ý từ giai đoạn sớm. Điều này khiến bỏ qua giai đoạn vàng để chữa trị, làm cho bệnh tiến triển nặng hơn và khó khăn để phục hồi. Trong các bệnh cột sống, bệnh thoát vị địa đệm cột sống cổ là một trong những bệnh lý về xương khớp khá phổ biến. Bệnh không chỉ gây đau đớn, giảm khả năng vận động mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề nếu không được hỗ trợ điều trị đúng phương pháp. Bác sĩ có thể cho khán giả được biết thoát vị địa đệm cột sống cổ nó có nguyên nhân như thế nào và nó có khác gì so với thoát vị địa đệm đốt sống thắt lưng hay không thưa bác sĩ? Về nguyên nhân thì phải điểm qua một chút về mặt cấu trúc. Thì cái đốt sống cổ và là gồm 7 đốt ở đoạn trên và đốt sống lưng thì gồm 5 đốt ở đoạn dưới, thì nằm ở hai vị trí khác nhau nên về cách biểu hiện triệu chứng nó cũng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên nó có một số cái điểm chung, ví dụ như là đau cái vùng mà bị tổn thương, ở cổ thì đau cổ, ở lưng thì đau lưng. Tuy nhiên nó khác ở chỗ đó là cái vấn đề là ở cổ thì nó gây ra biểu hiện những cái yếu tê và dị cảm ở cái vùng vai và xuống cánh tay và bàn tay, còn tuy nhiên ở đoạn thắt lưng thì nó chỉ biểu hiện đau ở thắt lưng, yếu tê mông, dị cảm ở mông xuống đùi, xuống thẳng chân và xuống bàn chân. Đó là hai điểm khác biệt.
Tuy nhiên ở đốt sống cổ còn cái khác đặc biệt nữa, tại vì nó liên quan tới những cái tủy sống cổ, và cái vùng tủy này nó có liên quan tới những cái chức năng sinh tồn, ví dụ như là điều hòa nhịp thở, điều hòa những cái hệ thần kinh thực vật của, thông qua các hạt giao cảm dọc hai bên tủy sống. Chính vì vậy mà nó còn, nếu như ở thoát vị địa điểm cổ mà nó gây ra những cái bệnh lý mà nặng, đủ nặng để chèn ép tủy sống thì có thể gây ra những cái vấn đề yếu teo cơ rõ rệt ở bàn tay, làm cho người bệnh mất khả năng vận động. Và nếu như mà người bệnh bị thoát vị địa điểm của sống cổ trên một cái nền bị thoái hóa từ trước, nghĩa là hẹp ống sống cổ từ trước, thì nếu như chỉ cần một cái chấn thương cơ hội có khả năng sẽ làm gây ngừng thở, liệt tứ chi và thậm chí bị rối loạn tiêu tiểu. Như vậy thì giữa thoát vị địa điểm cột sống cổ và thoát vị địa điểm đốt sống thắt lưng thì cái căn bệnh nào được xem là nguy hiểm hơn? Rõ ràng cái cột sống cổ là nguy hiểm hơn nhiều. Như tôi đã trình bày phía trước, đó là cột sống cổ cái đoạn tủy nó có nhiều chức năng hơn. Còn riêng cái đoạn thắt lưng thì chỉ có chèn ép rễ thần kinh, nó biểu hiện đau thôi. Nó làm mình suy giảm về mặt chức năng và không nguy hiểm tới tính mạng. Còn cái cột sống cổ có thể, nếu như thoát vị địa điểm cổ mà gây ra trong cái nền mà bị thoái hóa cột sống cổ trước đó và nó gây ra chèn ép vào tủy sống, có khả năng gây ra có thể mất mạng, tử vong, hoặc là nhẹ có thể là tàn phế, liệt tứ chi. Nếu như nam giới là có thể là cả bị rối loạn cả cái tiêu tiểu luôn. Hoặc nữ giới cũng vậy. Với cái sự nguy hiểm như vậy thì bác sĩ có thể cho khán giả được biết rõ hơn là bệnh thoát vị địa điểm cột sống cổ nó có triệu chứng ra bên ngoài như thế nào để mà mình nhận biết rằng là mình đang bị bệnh? Như tôi nói, cái thoát vị địa điểm cột sống cổ đó bệnh lành tính, cho nên đã là bệnh lành tính thì sẽ diễn ra từ từ trong nhiều năm. Và chứ không phải là nó xảy ra đột ngột. Những cái biểu hiện bên ngoài nó bắt đầu là biểu hiện mà là đau và hạn chế vận động cột sống cổ, dân gian hay gọi là hội chứng vai gáy. Thì biểu hiện của nó là đau cái vùng cơ cột sống cổ cạnh hai bên cột sống cổ, làm cho người bệnh, làm cho chúng ta cảm thấy hạn chế khi cúi, ngửa, nghiêng trái, nghiêng phải, xoay đầu. Và có nhiều trường hợp bệnh nhân có thể vẹo cột sống cổ, dẫn đến vẹo cột sống cổ, là có nghĩa là cột sống bị vẹo đơ như thế này. Và thậm chí có nhiều bệnh là than phiền khi đến phòng khám chúng tôi ấy, và nó đau cái đó, đau kinh khủng, đau chói và có thể đau tăng lên khi mà ngồi nhiều, khi ho, hắt hơi, hoặc thậm chí uống nước cũng gây đau. Đó là biểu hiện đầu tiên mà cấp tính. Còn sau khi trải qua giai đoạn cấp tính rồi và nó sẽ chuyển tới cái giai đoạn mãn tính như tôi nói, là từ từ hình thành những cái thoái hóa xong đó, sau đó và làm và thoái hóa địa điểm, thoát vị địa điểm là một hình thức sâu đó của cái thoái hóa sống cổ mà thôi. Thì nó sẽ gây ra biểu chứng là như là đau cái vùng cổ đó, đau chói, đau sâu vào trong cột sống, không còn đau ở cơ nữa, đau lan xuống vai, cánh tay, bàn tay. Ở mức độ khác nữa đó là như là nó sẽ biểu hiện là người bệnh cảm giác như là bị yếu, tê, dị cảm từ cái vai xuống tới cái những ngón tay mà rễ thần kinh chi phối, tùy vào vị trí thoát vị địa điểm cổ ở đoạn nào từ C1 đến C7 mà gây ra cái đoạn rễ đó bị tổn thương sẽ ra biểu hiện. Ví dụ như người bệnh sẽ biểu hiện thấy tự nhiên thấy cái tay mình nó bị tê yếu ngón cái nhiều hơn, hoặc là ngón giữa nhiều hơn, hoặc là ngón út nhiều hơn, thì đó tương ứng với những cái đốt sống cổ thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Tiếp nữa là có khả năng là mình người bệnh sẽ, nếu như biểu hiện ở mức độ nặng hơn thì có khả năng sẽ bị teo cơ và đi khám, thì lúc đó thì là ở đó là giai đoạn nặng rồi. Còn nặng hơn một chút nữa là có khả năng là sẽ gây ra vấn đề yếu liệt, thậm chí là cầm nắm đồ, tự nhiên đang cầm nắm đồ thì bị rớt đồ, bị rơi đồ, không có cảm giác nắm chắc cái vật gì đó trong lòng bàn tay của mình. Nhất là động tác tinh vi của bàn tay cầm nắm. Nặng hơn một chút nữa đó là biểu hiện của vấn đề có thể là liệt luôn cả hai chân, có nghĩa là thoát vị này nó sẽ gây ra liệt từng tiếng, nặng đến mức độ là chèn ép vào tủy gây ra liệt, ban đầu liệt hai tay trước, sau đó sẽ tuần tủy xuống chân nếu như mà để lâu không tiếp tục không chữa. Và con đường cuối cùng của nó đó là nó sẽ gây ra cái vấn đề coi như là tàn phế cánh tay của mình, có thể một bên, có thể hai bên, hoặc có thể là tứ chi, hoặc có thể là như liệt luôn cả cái chức năng tình dục, hoặc là rối loạn tiêu tiểu. Đó là cái độ nguy hiểm của cái vấn đề thoát vị địa điểm của sống cổ nếu như mình quan tâm không đúng cách và mình để cho chấn thương cơ hội xảy ra trên một cái nền bệnh nhân có thoát vị địa điểm cột sống cổ trước đó. Vậy thì để chữa căn bệnh thoát vị địa điểm cột sống cổ này thì sẽ có những cái phương pháp điều trị gì ạ?
có hai biện pháp chính, đó là biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Tuy nhiên cái việc đầu tiên mà biểu hiện thì chúng ta nên ngừng các cái nguy cơ gây ra cái thoát vị đệm cột sống cổ trong giai đoạn này, đó là ngừng các những cái thói quen xấu. Yeah. Thói quen xấu ở đây có thể là bia rượu thuốc lá, hay là uống nước có ga, hay là thường xuyên thức khuya, là thói quen mà lười vận động, hay vật điện thoại, nằm gối cao, nằm võng, hay cắm cúi cổ nhiều đấy, trong thời gian lâu mà ít thay đổi tư thế. Và cái thói quen xấu ở đây nữa đó là coi như là cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý, không khoa học, ăn uống để thiếu các chất. Rồi ở người nữ thì lại có cái thiên khen ăn hải sản thì nhiều nhưng lại ngại ra nắng, chính vì vậy không thể hấp thu canxi vào xương được, dẫn tới quá trình loãng xương. Rồi kết hợp với nghề của mình, văn phòng cấm coi như là cúi đầu nhiều. Dạ. Chính vì vậy có thể gây thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình là thoát vị địa đệm hay gọi là thoái hóa địa đệm so với những nam giới cùng lứa tuổi. Và cái thói quen tiếp tục đó là những thói quen mà như là lười vận động, không có tập thể dục thể thao, ngồi văn phòng suốt hoặc là ngồi ở nhà suốt, ngồi làm việc suốt, thì cái vấn đề loãng xương nó cũng dễ xảy ra, không hấp thu vào xương được. Khi mà điều trị ví dụ như cái nội khoa và ngoại khoa thì lúc nào cũng vậy, ngoại khoa là biện pháp điều trị cuối cùng, không phải là biện pháp đầu tiên. Ngoại khoa sẽ thực hiện sau khi điều trị nội khoa thất bại từ 6 đến 8 tuần. Vậy điều trị nội khoa thế nào là đúng đắn? Nội khoa đúng đắn là vừa dùng thuốc, vừa kết hợp vật lý trị liệu, vừa phục hồi chức năng, kết hợp với các phương pháp giảm đi các nguy cơ gây cho cuộc sống ở tư thế xấu một thời gian dài. Kết hợp với phương pháp là tăng cường chất dinh dưỡng, khoáng chất cho hệ thống cơ xương khớp của mình. Và coi như là loại trừ hẳn những thói quen xấu. Ở đây là hay ngồi xếp bằng nhậu trên mặt đất này. Yeah. Rồi nằm gối cao, nằm võng. Đấy, rồi ngồi chơi game. Đấy. Thì loại trừ đó thì nó mới tránh được cái nguy cơ sau khi điều trị xong, tránh nguy cơ tái phát. Và điều trị nội khoa bằng những thuốc lưu gì? Đó là những loại thuốc thông thường thôi. Ví dụ như những giảm đau thông thường bậc 1 như paracetamol, hay là cao cấp hơn một chút có cái non-steroid. Rồi sau điều trị bao lâu? Thì là điều trị từ 6 đến 8 tuần, kết hợp với vật lý trị liệu là bằng dùng các biện pháp như mình dùng sóng ngắn, điện xung, rồi siêu âm, rồi xoa bóp trị liệu, massage trị liệu. Thì kết hợp những biện pháp đó 6 đến 8 tuần. Nếu như không đỡ thì một lời khuyên đưa ra là nên tầm soát cái MRI để coi thử là đã tới giai đoạn phẫu thuật chưa, giúp ích nhiều hơn cho phẫu thuật viên, nên phẫu thuật lấy cái gì, bảo tồn cái gì, nhằm mục đích đem lại cái chức năng, chất lượng cho cuộc sống của người bệnh cao hơn. Yeah. Và bảo tồn, tránh lấy đi, bỏ đi những cái tổn thương, mà những cái thành phần mô lành không cần thiết. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ Nguyễn Minh Thọ, thời gian qua thì chương trình tư vấn sức khỏe cho mọi người đã nhận các câu hỏi của khán thính giả gửi về nhờ tư vấn về những cái bệnh lý liên quan đến thoát vị địa đệm cột sống cổ, và xin mời bác sĩ lắng nghe và tư vấn cho khán giả. Và xin mời bộ phận thư ký kết nối ạ. Dạ, chương trình xin nghe ạ. Xin chào chương trình. Năm nay em ngoài 30 tuổi, cách đây 1 năm em đang ngồi máy tính làm việc thì tự nhiên bị đau chỗ bả vai, khớp vai rất đau. Làm việc gì một lúc là em chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Thời gian sau em đi tập thể dục, chạy bộ, đi bộ giúp các cơ đau thuyên giảm, nhưng khi lắc cánh tay chỗ khớp vai đều lục cục. Em cảm thấy lúc nào chỗ khớp vai cũng bị ê mỏi, mỗi buổi sáng dậy là thấy chỗ khớp bả vai cổ ê ẩm. Em chưa đi khám ở đâu, mong bác sĩ cho em lời khuyên em đã bị bệnh gì. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn anh đã gửi tới chương trình câu hỏi. Anh là nam 30 tuổi. Dạ. Mà thường xuyên vận động nhưng lại bị đau khớp vai. Về vấn đề này thì tôi có nói rằng là cái khớp vai anh đang bị tổn thương đấy. Nhưng mà tổn thương này lành tính thôi, và nó cũng đã xảy ra từ lâu rồi, cho nên anh cứ an tâm. Về cái vấn đề mà nó vẫn còn đau ê ẩm như vậy thì cái việc đầu tiên tôi khuyên anh đó là nên để khớp vai mình thực sự nghỉ ngơi ngay cả lúc đi. Có nghĩa là khi đi, mình đi bình thường thì khớp vai đã đánh cái kiểu đánh tay cũng đã làm vi chấn thương xảy ra. Tình trạng này nó đã lặp đi lặp lại trên một cái nền đã bị tổn thương từ trước. Chính vì vậy có khả năng sẽ gây đau thêm. Cho nên khi đi anh nên để
cái vai mình ở cái tư thế sinh lý phù hợp nhất, đó là có thể để cánh tay như thế này, và khi đi lại trong vòng 3 tuần thì kết hợp với những biện pháp tôi chuẩn bị giới thiệu cho anh sau đây, đó là biện pháp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, sử dụng các cái sóng ngắn, cái siêu âm, các điện trị liệu, kết hợp với cái vấn đề nếu như sau khi giải quyết những vấn đề, nghỉ ngơi để cho khớp vai mình nghỉ ngơi, điện trị, vật lý trị liệu mà không đỡ thì lúc đó mới nghĩ đến phương pháp dùng thuốc đơn thuần nhất, đó là có thể ra tìm bất kỳ viên thuốc tây nào cũng có thể uống thuốc được, đó là những cái loại paracetamol, efelagan trên thị trường bán đó, rất là nhiều loại. Mà nếu không tiếp tục không đỡ nữa thì lúc đó hãy tìm đến những cái chuyên gia về cơ xương khớp để được khám định bệnh cho chỉ định cận lâm sàng, từ đó có cái những cái đưa ra những cái tiêu chuẩn để quyết định là có điều trị tăng liều thuốc cho anh hay không, hoặc sử dụng những loại thuốc mà có chuyên khoa hơn. Còn cái hiện tượng mà cái vai khớp mà nó kêu lục cục mỗi lần mà cử động thì đó là cái hiện tượng gì ạ? Cái hiện tượng đó là hiện tượng như này, bình thường ở trong khớp nó có những cái dịch để bôi trơn chất nhờn. Nhưng vì một lý do nào đó làm cho cái khớp mình nó bị khô chất nhờn, thì khi đó thì trong cái khớp mình nó bị các cái khớp mặt sụn khớp nó bị bào mòn, thì nó sẽ tạo ra khoảng trống. Cho nên khi mình đi mà mình vận động khớp vai thì cái tiếng rắc rắc của không khí là một. Cái hai, có thể từ các cái màng bao khớp nó bị quá trình lâu dài nó bị thiếu dịch bôi trơn, nó làm viêm dày dính các cái màng bao khớp lên, và khi mình vận động khớp vai thì nhưng mặc định là cái bao khớp nó bị giãn ra và nó tạo ra tiếng kêu răng rắc hay là tiếng lục cục trong đó. Thứ nữa, đó là ở mức độ nặng hơn thì là do cái vấn đề thiếu dịch cái chất nhờn cho làm cho lộ các mặt sụn ra, các mặt sụn về lâu dài thì nó bị thiếu dinh dưỡng và nó bị hư cái sụn đi và nó lộ cái đầu xương ra. Đến khi đó thì nó cũng hai các cái sụn và cái xương nó cũng cọ sát vào nhau, cũng là tạo ra tiếng lục cục. Tuy nhiên ở mức độ mà để xương nó cọ vào, sụn nó cọ vào là đau đớn lắm. Xin được cảm ơn bác sĩ và xin mời bác sĩ lắng nghe câu hỏi tiếp theo, và xin mời bộ phận thư ký chuyển cho chúng tôi ạ. Dạ, chương trình xin nghe ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi là buổi tối khi tôi nằm ngủ tôi hay bị đau khớp vai và khớp tay, cơn đau nhức còn kèm theo cả tê bì. Thưa bác, cho tôi hỏi là triệu chứng này là bị bệnh gì thưa bác sĩ, và cách điều trị ra sao ạ? Dạ, tôi xin cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn chị đã gửi đến chương trình câu hỏi. Chị đã bị đau khớp vai và khớp tay mỗi buổi tối. Dạ. Thì đây có thể là chị đã bị tiềm ẩn và có kèm theo các tê bì nữa. Thì có thể là chị trước đây chị có tiềm ẩn cái vấn đề của cái vấn đề bị thoái hóa khớp rồi. Như tôi cũng vừa nói xong cái câu hỏi ở phía bên trên. Vấn đề thoái hóa khớp xảy ra thì có thể là chị cảm giác như là mỗi khi mà chị thức dậy hoặc thay đổi tư thế, hoặc chị để cái khớp ở một tư thế lâu dài, sau đó chị thay đổi tư thế thì cảm giác cái khớp mình nó khó vận động hơn so với trước đó. Rồi thậm chí chị có thể bị sưng đau vài lần rồi. Thì cũng nên, đó là những cái bệnh mà có thể là gọi là thoái hóa khớp, nhưng chị còn chưa đến khám được thì tôi nghĩ là chỉ có mức độ không có đến nỗi nặng. Nên chị đầu tiên tôi khuyên chị là nên dừng lại các hoạt động để mà cái khớp mình đã được nghỉ ngơi, cũng như là tăng cường cái mức độ dinh dưỡng của mình. Ở chị phụ nữ nữa thì tôi nghĩ là nên chú ý bồi bổ các cái bổ xương, bổ sụn, ví dụ là canxi, glucosamine đấy. Thì kết hợp với chị vận động một tí và vận động thể dục nhẹ nhàng, chọn cái môn thể dục mà phù hợp với lứa tuổi của mình, chứ không phải là cứ đi leo núi hay treo xà là tốt. Ở lứa tuổi chị thì nên tập dưỡng sinh, vận động nhẹ nhàng cho khớp đấy. Còn cái vấn đề tê bì thì chị nên tầm soát thêm, có thể là cái tư thế nằm của mình, đôi lúc nằm nghiêng qua một bên để ý lại coi như thế nào. Nằm nghiêng qua lâu quá, nghe tê có thể là bị chèn ép mạch máu. Đó là chưa kể là cái mỗi lần nằm như vậy sáng ngủ dậy tay nó có bị phù hay không. Tại vì cái vấn đề tê nó là một biểu hiện, nó là một triệu chứng biểu hiện của nhiều loại bệnh, chứ không phải là của riêng là bệnh khớp không. Chính vì vậy mình cần phải loại trừ những cái bệnh lý về mạch máu, những bệnh lý về thần kinh, ví dụ như bệnh tiểu đường cũng có thể là gây tê tay, hoặc là bệnh những cái bệnh về tủy sống cũng là gây tê tay. Tuy nhiên nếu như mà bệnh tủy sống hay tiểu đường thì chị đã biết rồi, cho nên chị chỉ than phiền về khớp thôi. Thì bất kỳ loại bệnh gì hãy lắng nghe cơ thể của mình, sau 3 ngày dừng lại các động tác mà làm cho mình đau, mình thực sự nghỉ ngơi để khớp tay, khớp vai của mình
nghỉ ngơi, không làm việc gì cả. Thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động nhẹ nhàng buổi sáng, buổi tối. Sau 3 ngày vẫn còn đau thì nên tìm đến bác sĩ chuyên cơ, chuyên khoa cơ xương khớp. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Chương trình cho hỏi, em làm văn phòng, gần đây bị đau mỏi cổ ngày càng tăng nặng, nhất là ở phía sau gáy. Em đi khám được chẩn đoán bị thoát vị địa đệm cột sống cổ. Em khá lo lắng nghe nói thoát vị địa đệm sẽ không chữa khỏi hoàn toàn. Thông tin này có đúng không, thưa bác sĩ? Bệnh của em cần làm thêm những thăm khám gì không? Và có cách nào điều trị hiệu quả? Em xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn bác sĩ. Chương trình xin cảm ơn khán giả đã gọi điện ạ. Việc đầu tiên, điều anh lo lắng gửi đến chương trình đó là anh quan tâm đến bệnh thoát vị địa đệm cột sống cổ có nguy hiểm không? Và có chữa khỏi không? Thì tôi cũng trả lời là cái bệnh lý qua thoát vị địa đệm cột sống cổ thì không nguy hiểm đến mức mà như những loại bệnh khác, ví dụ như nhồi máu cơ tim hay là bị đột quỵ não, không gây ảnh hưởng cái tính mạng tức thời. Tuy nhiên, nó là một cái nguy hiểm khi và chỉ khi anh có thể là tạo cho nó một cái cơ hội để nó làm nặng thêm tình trạng của nó. Ví dụ anh bị thoát vị địa đệm cột sống cổ trên một cái nền, anh có bị thoái hóa cột sống cổ trước đó, ví dụ như bị hẹp ống sống hay bị các cái hẹp cái lỗ liên hợp, bị gai xương khi anh chơi thể thao hoặc anh bị té ngã, thì vô tình cái thoát vị địa đệm nó lồi ra phía sau nhiều hơn, gây chèn ép trực tiếp vào cái tủy sống cổ, có thể gây ngừng thở, ngừng tim lúc đó, hoặc là nhẹ hơn thì có thể liệt tứ chi, rối loạn tiêu tiểu đó. Còn vấn đề có chữa khỏi hay không trong bất kỳ bệnh gì, thì cái vấn đề mà chữa khỏi hay không thì cần phải điều trị nguyên nhân, cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân của nó là gì thì mình mới trả lời được câu hỏi có chữa dứt điểm hay không. Ở vấn đề của anh, ví dụ như nguyên nhân của anh là do anh lười vận động thì mình vận động đi. Còn nếu như nguyên nhân là do mình chế độ dinh dưỡng không khoa học, không hợp lý thì mình cần tăng cường bổ sung các chất canxi, magie, kali vào. Và cái uống thiếu, anh đã uống đủ nước chưa để cho cái hệ gân cơ và dây chằng nó được đàn hồi dẻo dai, nó làm chậm đi cái quá trình mà bệnh lý thoát vị địa đệm cột sống cổ của anh. Hơn nữa là anh có thường có những thói quen xấu, ví dụ hay nằm võng, nằm gối cao, thì mình nên ngừng lại những việc đó, hay là ngồi làm việc vi tính văn phòng nhiều mà ít thay đổi tư thế. Khi duy trì tư thế quá lâu 4 đến 6 tiếng thì bắt buộc mình phải thay đổi, nên đứng lên vận động đi lại có chừng 50 phút rồi hay trở lại công việc của mình đấy. Còn riêng về đến lúc mà bệnh thoát vị địa đệm cổ đã được phẫu thuật rồi thì chúng tôi sẽ thay bằng cái địa đệm tự nhiên của mình bằng các địa đệm nhân tạo. Thì nó hiện nay trên thế giới thì nó có hai cái loại vật liệu địa đệm nhân tạo, đó là địa đệm thế hệ cũ và thế hệ địa đệm mới, đó là địa đệm động. Thì địa động thế nào là địa đệm động? Địa đệm động là địa đệm có gần như 80% chức năng của cái địa đệm tự nhiên của cơ thể mình. Chính vì vậy nó gần như là thay thế hoàn toàn các cái động tác cúi, ngửa, nghiêng trái, nghiêng phải, xoay sang bên, giúp cho cột sống cổ mình nó vận động linh hoạt. Tuy nhiên giá thành nó cũng hơi mắc đấy. Dạ, vâng. Và tiếp theo chương trình xin chuyển đến bác sĩ Thọ một câu hỏi của khán giả, đó là chị Ngọc Yến, 48 tuổi ở Châu Đức, với nội dung như thế này ạ. Thưa bác sĩ, tôi bị thoát vị địa đệm cột sống cổ cách đây 4 năm, tôi khám và điều trị thuốc, châm cứu, tập vật lý trị liệu. Hiện giờ tôi không đau nhức nhiều nhưng vẫn còn cảm thấy đau nhẹ phía lưng vùng và với tay không tới. Xin hỏi bác sĩ là có cách điều trị hết đau nhói vùng lưng hay không? Đầu năm nay thì tôi lại phát hiện thoát vị địa đệm lưng, không bị đau lưng nhưng mà đau nhức mông, mông phải xuống chân và nặng chân nữa. Cho tôi hỏi là tôi nên khám ở đâu để điều trị với căn bệnh này? Xin được cảm ơn bác sĩ. Ở vùng thoát vị địa đệm cổ và thoát vị địa đệm cột sống lưng là hai cái loại bệnh lý khác nhau và hoàn toàn không liên quan gì. Đó chẳng qua là nó một cái cơ hội được phát triển trên một cái nền người bệnh có cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý, chế độ là lao động nặng, hay là hay ngồi nhiều, đứng nhiều, hay ngồi xổm. Đó là có thể là do cái tư thế nghề nghiệp của mình, hoặc là có thể tiền sử sinh đẻ nhiều, đôi lúc mình làm mất canxi cho con, rồi kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý làm cho thúc đẩy quá trình loãng xương nó nhiều hơn và dẫn đến chị bị thoái hóa ở nhiều đoạn đốt sống trên một cái nền, trên một cái đoạn đốt sống cổ và lưng. Cổ và lưng. Đó là hai loại bệnh khác nhau. Trở lại câu hỏi của chị là chị đã bị thoát vị địa đệm cột sống cổ đã được 4 năm nay rồi,
Tuy nhiên chỉ có những cái cơn đau ở vùng cái mà tay với không tới. Yeah. Thì đó là cái vùng có thể vùng ngang bả vai của mình, hoặc là thấp hơn một chút. Thì có thể đó là những cái vấn đề của tiềm ẩn của nhiều loại bệnh lý. Ví dụ như là bệnh thoát vị đĩa đệm của sống ngực. Không có lý gì mà chị bị sốt ra thoát vị đĩa đệm cổ với sống lưng mà không bị thoát vị đĩa đệm của sống ngực cả. Tuy nhiên thoát vị đĩa đệm của sống cột sống ngực rất hiếm khi xảy ra. Yeah. Rất là hiếm so với đoạn lưng và đoạn cổ. Thứ nhất là đoạn cột sống thắt lưng, thứ hai cổ, ba mới đến ngực. Tuy nhiên vẫn phải tìm hiểu xem tại sao nó lại cơn đau dai dẳng mặc dù đã được chữa trị 4 năm rồi. Dạ đúng rồi. À, thứ hai nữa đó là vấn đề của cái vấn đề là bị co thắt các mạch máu dẫn đến thiếu máu nuôi các dây thần kinh liên sườn. Đấy thì cũng có khả năng như vậy, và có thể chị nói là cơn đau chị âm ỉ kéo dài. Tôi nghĩ cơn đau này nó không có nặng đến nỗi chị phải đi khám ngay. Chính vì vậy mà coi như là chị mới gửi câu hỏi đến chương trình, thì tôi nghĩ là cái đau này đau mãn tính rồi. Thì không biết chị đã điều trị nội khoa đúng cách chưa, thì tôi khuyên chị là nên thứ nhất là thay đổi tư thế nằm thường xuyên, hai là tập vận động nhẹ nhàng cái cột sống ngực, cổ, lưng của mình. Thứ ba là chế độ dinh dưỡng hợp lý, là bổ sung đầy đủ các khoáng chất và canxi, kali, các vitamin khoáng chất và các cái collagen để bồi bổ các cái sụn, cũng như bồi bổ các cái có chừng thiếu các cái suy dưỡng do thiếu cái vitamin B12 ví dụ vậy. Yeah. Hoặc là mình đã thường xuyên uống đủ nước chưa, uống ít nhất 2 lít, 2 lít rưỡi gì đấy, với điều kiện là tim và thận mình cho phép. Yeah. Rồi mình hạn chế những cái tư thế mà vươn vai quá cao, quá với lá đồ vật ở trên cao. Yeah. Hoặc là thường xuyên sử dụng những động tác mà dùng tay để xoắn vặn thì các khả năng sẽ làm nặng thêm tình trạng đó. Đó là dừng lại các động tác đó, và đồng thời điều trị hỗ trợ các cái điện trị liệu, nhiệt trị liệu. Sau đó hãy dùng những cái thuốc mà bồi bổ thần kinh, khai thông mạch máu. Thì nếu như mà bất kỳ dùng thuốc nào vậy, sau 5 ngày mà không đỡ thì nên chụp phim lại, chụp MRI để loại trừ đi cái khả năng thoát vị đĩa đệm của sống ngực, cũng như có thể là những cái u bướu hoặc các dị dạng mạch máu ở vùng tủy đốt sống ngực quanh đó. Dạ, mình tìm ra nguyên nhân để mà điều trị. Vâng. Và bây giờ thì xin mời bộ phận thư ký chuyển cho chúng tôi câu hỏi tiếp theo của khán giả. Dạ, chương trình xin nghe ạ. Chương trình, và bác sĩ cho em hỏi. Cái cổ của em quay qua quay lại thì nghe nó lạo xạo, lại chóng mặt nữa, cúi xuống thì rất là đau. Có phải là bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ không? Bác sĩ cho em hỏi là có phương pháp nào điều trị dứt điểm bệnh này không? Em cần tập luyện thế nào để sớm phục hồi? Em cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi đến câu hỏi. Thì tôi cũng trả lời chị đó là cột sống cổ chị bị đau như vậy thì việc đầu tiên đó là có thể là chị bị một cái thoái hóa cái vùng cột sống cổ rồi. Tuy nhiên thoái hóa đó là gì? Do từ cái thoái hóa từ dây chằng, gân cơ quanh cột sống, hay do thoát vị đĩa đệm, hoặc do các cái bệnh lý về tủy sống ở vùng cổ, thì cần phải có những biện pháp được thăm khám bác sĩ chuyên khoa thăm khám và dùng pháp cận lâm sàng cao cấp hơn. Tuy nhiên nếu như dừng lại ở mức độ chị bị đau tê như vậy, thì tôi khuyên chị việc đầu tiên nên dừng lại các cái động tác, những cái tư thế mà làm cho cột sống chị nó đau hơn, đau vai gáy hơn. Đó là chị không nên nằm gối cao, không nên nằm võng, không nên cúi ngửa chống cằm ở tư thế chống cằm xem TV, hoặc là mình tối về nằm rồi mình xem điện thoại, mình vọc điện thoại, rồi đôi lúc mình ngủ quên, để cột sống rơi vào những tư thế đó một thời gian dài, nó cũng có thể gây đau. Rồi thứ hai là nó có thể là nó làm cho tê. Đấy. Nếu chị mà không có dừng lại động tác đó thì một thời gian sau có khả năng chị sẽ tiến triển đến thoát vị đĩa đệm thực sự. Lúc đó là bệnh sẽ nặng hơn và nó sẽ làm cho chất lượng cuộc sống chị nó sẽ giảm hơn. Thì chị những việc cần làm nữa, nếu như sau đó chị ngừng các động tác đó rồi mà nó không đỡ, thì chị nên đến các cái cơ sở mà khám về chuyên khoa cơ xương khớp, thì để mà mình được hỗ trợ về mặt dùng cái vật lý trị liệu, dùng các điện xung sóng ngắn hay là kích thích điện thần kinh để hỗ trợ trước khi mình nghĩ đến phương pháp dùng thuốc. Yeah. Tại thuốc là hóa chất. Yeah. Hạn chế dùng thì tốt. Tuy nhiên cái vấn đề
vật lý trị liệu trong thời gian bao lâu để quyết định dùng thuốc chứ không thể nào kéo dài 3 tuần đến 1 tháng được. Dạ. Thì dùng cái chừng 5 đến 7 ngày mà thấy tình trạng nó không thuyên giảm, không triệu chứng mình nó không đỡ, dạ, thì nên cải thiện biện pháp, nên dùng thuốc, để nó cắt cơn đau đi, giúp cho thần kinh đỡ bị stress. Mà khi thần kinh stress thì nó sẽ dẫn đến rối loạn nhiều cái yếu tố khác, nhiều cơ quan khác trong cơ thể mình, và thậm chí làm cho mình sinh ra một tâm lý lo lắng lại càng khó điều trị hơn. Lúc đó lại chuyển vào cơ thể đau mới, cơ thể đau do thần kinh gây ra. Xin được cảm ơn bác sĩ. Và trước khi bác sĩ tư vấn tiếp cho khán giả chương trình thì mời bác sĩ cũng như quý vị theo dõi phóng sự thứ hai. Tháng 10 năm 2021, Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận một bệnh nhân chuyển viện từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Bệnh viện Bà Rịa, chẩn đoán di chứng liệt tứ chi, bí đại tiểu tiện, dập tủy cổ, hẹp ống sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng C4, C5, C5, C6, đái tháo đường tuyếp 2, đang sử dụng insulin. Sau khi điều trị ổn định chỉ số đường huyết, người bệnh hết thời gian choáng tủy. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thọ, trưởng khoa ngoại thần kinh cùng ekip tiến hành phẫu thuật thay đĩa đệm động 2 tầng C4, C5, C5, C6, kết hợp các dây chằng dọc sau, cắt bỏ các chòi xương, mở rộng ống sống, giải phóng tủy. Sau 14 ngày hậu phẫu, người bệnh dần hồi phục sức cơ. Đặc biệt, người bệnh từ trạng thái liệt tứ chi sức cơ 0/5, tiến triển yếu tứ chi sức cơ 3/5. Đặc biệt, người bệnh từ bí đại tiểu tiện có thể tự tiểu tiện được. Đây là phương pháp phẫu thuật kỹ thuật cao lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trở lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thọ. Thưa bác sĩ, các phương pháp điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, như ngay từ đầu chương trình bác sĩ đã chia sẻ, thì những cái phương pháp đó hiện nay tại Bệnh viện Bà Rịa đã áp dụng hay chưa ạ? Tất cả những phương pháp cột sống cổ thì tại bệnh viện đã áp dụng từ lâu rồi. Đó là gần đây thì Bệnh viện Bà Rịa được Ủy ban nhân tỉnh đầu tư cho một cái máy phi phẫu thuật. Thì cái máy phi phẫu này nó có một cái ưu điểm, đó là giúp cho bác sĩ phẫu thuật viên có thể là lấy bỏ những cái mô bệnh thôi, hạn chế tàn phá mô lành với cái mức độ phóng đại lên hàng nhiều lần. Chính vì vậy mà hạn chế đi những cái sai sót tai biến trong lúc mổ do phẫu thuật viên gây ra. Về vấn đề vật liệu thì hiện nay trên thị trường trên thế giới luôn, vì có hai loại vật liệu, và hai loại vật liệu cơ bản đó là từ cái lòng titanium, và vật liệu đó là đĩa đệm động từ lòng titan nhưng có cái cách khớp động. Cái đĩa đệm động này nó có cái ưu điểm đó là giúp cho cột sống cổ của mình khi được thay, người bệnh được thay thế thì nó hoạt động linh hoạt, gần tương tự 80%, 85% so với cái đĩa đệm, cái cột sống cổ ban đầu vốn có, là có thể là cúi, ngửa, nghiêng trái, nghiêng phải hoặc xoay nhẹ nhàng. Và cảm giác người bệnh không bị đơ, cứng cổ sau khi mà thay đĩa đệm đó. Thì những cái biện pháp mà điều trị tại bệnh viện thì gồm có những cái biện pháp cũng không dùng thuốc và dùng thuốc. Thì Bệnh viện Bà Rịa có những cái khoa phục hồi chức năng, rồi khoa đông y, thì hoàn toàn có thể người bệnh có thể vào để mà mình có thể mình thực hiện những biện pháp không dùng thuốc trước. Sau khi dùng thuốc không một thời gian không đỡ, thời gian ở đây tôi nói cái chừng thuốc ngắn lại chừng tuần đến 2 tuần thôi, chứ đừng kéo dài là 3 tháng đến 6 tháng. Như vậy thì nhiều lúc là đến với chúng tôi trễ đi. Và làm cho chậm đi cái quá trình phục hồi thần kinh, di chứng thần kinh sau đó. Đối với một bệnh nhân mà thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, khi nào thì được chỉ định phẫu thuật ạ? Và Mỹ Quyên muốn hỏi thêm là cái phẫu thuật đĩa đệm cột sống cổ mất khoảng chi phí bao nhiêu thưa bác sĩ? Chỉ định của phẫu thuật sống cổ như tôi nói từ đầu chương trình, đó là cái phẫu thuật sống cổ được đặt ra khi và chỉ khi là điều trị nội khoa thất bại từ 6 đến 8 tuần. Và điều trị nội khoa như thế nào? Không phải dùng thuốc là điều trị nội khoa, mà điều trị nội khoa đúng đắn là phải biết kết hợp giữa vấn đề dùng thuốc cũng như vấn đề dùng vật lý trị liệu, cũng như vấn đề giảm đi các yếu tố nguy cơ, những thói quen xấu, chế độ dinh dưỡng hợp lý, cũng như là đừng có để mình rơi vào trạng thái chấn thương, vi chấn thương hàng ngày. Phẫu thuật là biện pháp điều trị cuối cùng, không phải là biện pháp đầu tiên. Lúc nào cũng như thế, và về sau cũng như thế. Tương lai về sau cũng như thế. Tôi nhắc lại, luôn luôn cố gắng hướng tới mục tiêu y khoa ngày nay, đó là như là bảo tồn chức năng, nâng cao chất lượng cuộc sống.
hạn chế tàn phá. Về vấn đề kinh phí thì tùy vào vật liệu thay thế mà có những cái loại kinh phí khác nhau. Ví dụ như để mổ một cái địa đệm đốt sống cổ một tầng, để thay địa đệm cột sống cổ một tầng ở vật liệu nói chung là cũng tốt về mặt chức năng, nhưng nó chưa được phát triển ở mức có độ tinh tế như cái cột sống, cái địa đệm tự nhiên, thì tầm khoảng chừng 20 triệu một đốt, tùy vào số đốt. Còn nếu như mà cái địa đệm mà có cái chức năng gần như là tương đồng cái địa đệm tự nhiên của mình, thì nó nằm rơi vào giá khoảng chừng 60 đến 70 triệu đồng một đốt. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ thì mời bác sĩ tiếp tục và tư vấn cho quý vị khán giả. Và xin mời bộ phận thư ký chuyển cho chúng tôi câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, chương trình xin nghe ạ. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi là vì sao béo phì lại là nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm ạ? Tôi hơi bị béo phì thì phòng ngừa thoát vị đĩa đệm như thế nào ạ? Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Chương trình xin cảm ơn khán giả đã gọi điện ạ. Rõ ràng, một người mà khung vác vật nặng trên cơ thể mình trong thời gian lâu thì không thể nào chịu nổi. Con người mình từ lúc sinh ra lớn lên là cơ thể mình càng ngày càng lớn tuổi thì cái chiều cao nó càng giảm xuống. Lý do tại sao? Do sức hút trọng lực, do mình gánh trên đầu nhiều thứ quá, cuộc sống mình cũng gánh nhiều thứ quá, thậm chí cơ thể mình càng lớn tuổi thì bàn chân mình to ra tới đấy thôi. Thì béo phì cũng vậy đó. Thì cơ thể mình trên một cái sinh năm cơ thể mà gánh đi một số ký mà nó mất cân xứng về mặt hệ thống, mất cân đối, thì rõ ràng nó sẽ gây ra cái vấn đề thoát vị địa đệm thôi. Thì mình chỉ còn biện pháp là mình tăng cường vận động này, hạn chế cái lượng thức ăn nhập vào cũng như các đồ uống nhập vào có năng lượng cao, và hãy giải quyết cái bài toán cân bằng năng lượng giữa nhập và xuất. Nhập ở đây có nghĩa là ăn vào, xuất ở đây có nghĩa là mình tập thể dục, lao động nhiều hơn. Trước khi tìm tới cái biện pháp mà dùng hóa học, lý học, cơ học khác, và đừng có để, nhất là đừng để chấn thương. Nếu như mà người béo phì mà đã chấn thương thì không những gì cuộc sống không nặng nề hơn những cái tình trạng người khác, tại vì theo cái lực quán tính đấy, theo lực quán tính là một, thứ hai là người béo phì mà khi bị chấn thương, bị té ngã, bị rơi thì thường có xu hướng là bị thụ động nhiều hơn, thì sẽ dễ dàng tổn thương tới, không có làm chủ được cái cơ, không làm chủ được thì dễ cái kích động cuộc sống của mình có thể bị xoắn vặn bất kỳ ở tư thế nào, chiều thế nào. Và tiếp sau đây thì Mỹ Quyên xin được chuyển đến bác sĩ Thọ một câu hỏi của vị khán giả gửi về cho chương trình. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 41 tuổi, gần đây thì hay bị tê bì tay chân bên phải, thường xuyên bị chuột rút. Tôi làm công việc văn phòng đã 16 năm. Cuối tháng 1 năm nay tôi chụp X quang cho thấy là bị thoái hóa cột sống cổ và có gai xương nhỏ ở C5. Mấy tháng sau thì tôi đến bệnh viện khác chụp X quang lại, bác sĩ kết luận là hội chứng cổ vai cánh tay. Xin hỏi là tôi có cần chụp MRI để kiểm tra cho chính xác hay không, và có phương pháp điều trị tập luyện như thế nào? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Về cái vấn đề mà anh bị thường xuyên tê bì mà chuột rút ở chân 16 năm nay rồi và gần đây mới chụp X quang, thì chúng ta tách biệt làm hai phần để trả lời cho anh. Thứ nhất là vấn đề anh bị tê bì hay thường xuyên bị chuột rút 16 năm nay ở một người làm việc văn phòng như vậy á, thì tôi có thể nghĩ rằng anh là người thường xuyên ít thay đổi tư thế. Chính vì vậy mà dễ bị, nên kiểm soát các tình trạng bị suy giãn tĩnh mạch kèm theo, cũng như là trên cái anh có thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan hay không, nên tầm soát các yếu tố về mặt tiểu đường, các cái vấn đề rối loạn chuyển hóa ví dụ như là mỡ máu chẳng hạn, hay có bất thường về trên cơ quan huyết học của mình, để dẫn tới cơ thể viêm tắc tĩnh mạch, hoặc là cái nhẹ nhất đó là bị suy giãn tĩnh mạch. Thì khi bị như vậy 16 năm nay mà không đỡ thì cái lời khuyên đưa ra đó là anh nên thay đổi tư thế thường xuyên trước khi thay đổi tư thế mỗi 4 đến 6 giờ trước khi trở lại công việc nữa. Nên vận động nhẹ nhàng 5-10 phút gì đấy. Kết hợp với anh không nên tắm nước nóng, hoặc là không nên đi giày quá chật, hoặc là mặc quần bó quá chật, hoặc là ngồi lâu ở một tư thế. Và nên có những cái bài tập riêng cho cái đôi chân của mình. Theo cái hướng là điều trị suy giãn tĩnh mạch. Đấy thì và nên vận động, nên chọn những môn vận động nhẹ nhàng để giúp cho mà các mạch máu lưu thông, không bị ứ trệ tuần hoàn tại chỗ dẫn đến tê như vậy. Khi tê như vậy thì cái nó sẽ gây ra cái vấn đề chuột rút cũng như tê 16 năm nay mà anh gánh phải. Riêng về phần gần đây thì anh có vấn đề chụp X quang cái cột sống cổ, thì
xuất hiện cái gai ở C5 thì đó là một cái lời, cái câu kết luận rằng anh là người chế độ dinh dưỡng không khoa học. Không khoa học ở đây là anh trong cái thực đơn hàng ngày của anh không có bổ sung đầy đủ các cái khoáng chất. Cũng như anh thường xuyên cộng thêm những cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như bia, rượu, thuốc lá, thức khuya, hoặc là uống nước ga, hoặc là anh thường xuyên có những thói quen tư thế xấu, đó là như nằm võng, nằm gối cao, rồi hay làm việc trên máy vi tính nhiều, hoặc là đọc tài liệu nhiều mà ít vận động, ít được người tư vấn cho anh làm thế nào để cuộc sống mình ở tư thế sinh lý và tốt nhất. Cái thứ nữa là một cái điều quan trọng nữa, đó là nước cực kỳ quan trọng. Cần phải uống đủ nước. Uống đủ nước thì nó mới chuyển hóa các chất đầy đủ, cũng như làm cho các sợi gân, cơ, dây chằng quanh cái cuộc sống của mình nó cũng như chuyển hóa, nó được đàn hồi, nó không bị co rút. Chính vì từ co rút các cơ, gân, dây chằng cạnh cuộc sống mà nó dẫn đến thúc đẩy cái quá trình thoái hóa đi đệm, thoái hóa mạch khớp. Đấy, rồi tiến tới nữa, khi thoát vị địa đệm xảy ra thì lại chèn ép vào cái tủy sống cổ của mình, thì nó gây ra cái vấn đề, cái bệnh lý nặng nề hơn. Đấy, đó là cái gọi là chu trình bệnh lý khép kín. Thêm một vấn đề ở câu hỏi của vị khán giả này nữa là, đó là gần đây thì anh đi chụp X quang lại thì bác sĩ kết luận là anh có hội chứng cổ vai cánh tay. Vậy thì anh hỏi là có cần đi chụp MRI để kiểm tra chính xác và có cái phương pháp cuộc điều trị và tập luyện phù hợp với căn bệnh của anh ạ? Chụp cái gần đây có chụp cái X-quang cuộc sống cổ, có phát hiện cái gai xương, thì giống như gai xương được hình thành cũng là cũng từ thoái hóa cuộc sống cổ, có thể từ hình cái màng xương của cái thân đốt đó. Cũng may mắn cho anh là nó không có phát triển cái gai xương này ra phía sau mà chạm trực tiếp vào cái tủy sống của mình. Chứ không thì anh không thể nào gửi câu hỏi đến chương trình được. Tuy nhiên anh đừng có lo lắng về vấn đề gai xương này. Mà các anh anh thấy có gai xương và kết hợp với anh có triệu chứng hội chứng vai gáy thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề do tư thế mà thôi, không có gì phải lo lắng cả. Anh nên thực hiện những cái lời tôi tư vấn như ban đầu, đó là dừng ngay cái tư thế xấu và dinh dưỡng hợp lý và siêng vận động một chút. Nếu như mà sau có chừng 10 ngày đến 2 tuần mà từ 1 tuần đến 2 tuần mà anh thấy những triệu chứng nó cải thiện thì mắc gì phải đi khám làm gì. Cứ thế mà làm. Nếu như sau 2 tuần mà anh thấy không đỡ thì lúc đó chụp MRI là một biện pháp để giúp cho trả lời cái tâm lý của anh nhiều hơn, cũng như giúp cho ổn định tâm lý cho anh và cũng giúp cho các bác sĩ điều trị có các cái góc nhìn rõ ràng hơn về những cái tổn thương ở quanh vùng cái đốt sống cổ của anh. Và nhân câu hỏi này thì Mỹ Quyên muốn hỏi thêm một điều là nếu mà chúng ta có hiện tượng đau vai gáy thì chúng ta có phải nghĩ ngay đến cái vấn đề là thoát vị địa đệm cột sống cổ hay không? Chưa cần phải nghĩ đến ngay. Như tôi nói, nó có một cái chu trình của nó, có một cái quá trình từ từ. Cái thoát vị địa đệm là một quá trình, là một bệnh lý mãn tính xảy ra một cách từ từ, lành tính và xuất hiện theo năm tháng. Chứ không phải là thoát vị địa đệm một cách đột ngột. Thì cái quá trình thoát vị địa đệm xảy ra đó là quá trình thoái hóa địa đệm. Địa đệm nó bị mất nước, nó thoái hóa thì nó mới gây ra cái bệnh lý đó. Khi mà nó bị mất nước như vậy, nó thoái hóa, nó gây thoát vị, nên là nó di trú ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Tùy vào vị trí di trú của nó, chèn ép vào rễ thần kinh, tủy sống hay là cái cơ quan lân cận mà gây ra những cái cơn đau, tính chất đau, mức độ đau, cường độ đau hoàn toàn khác nhau. Chỉ có những bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp có thể thăm khám, phát hiện và có thể dự đoán rằng cái khu trú lại, cái vùng mà cái đốt sống cổ bị tổn thương là ở đoạn nào, để từ đó mình đưa ra chỉ định cận lâm sàng, ví dụ như X-quang, CT hay MRI một cách hợp lý ở đoạn đó. Chứ không thể nào mình hoàn toàn chụp MRI từ cổ cho tới đoạn thắt lưng được. Như thế thì hoặc là CT từ X quang từ cổ tới lưng được, như vậy thì vô tình làm cho người bệnh bị ăn tia, nhiễm tia xạ không cần thiết. Và bây giờ thì Mỹ Quyên xin được gửi đến bác sĩ một câu hỏi của khán giả. Thưa bác sĩ, tôi 43 tuổi bị thoát vị đa tầng đĩa đệm C4, 5, C5, 6, C6, 7, thể trung tâm không chèn ép tủy sống và rễ thần kinh hai bên, thoái hóa các đốt sống từ C4 đến C7. Tôi bị đau cổ vai gáy và cánh tay phải từ 6 năm nay.
Gần đây thì tôi bị đau quá nhiều nên phải đi khám và uống thuốc điều trị một đợt. Tôi làm việc với máy tính từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày. Xin bác sĩ tư vấn giúp là tôi có nên tập yoga và chạy hay không? Có bài tập trị liệu nào giúp giảm đau nhức hay không? Và có nên uống thuốc hoặc là thực phẩm chức năng và canxi thường xuyên hay không? Anh vấp phải một cái bệnh lý là bệnh lý thoái hóa đa tầng. Dạ. Thoái hóa cột sống cổ đa tầng và xảy ra trên nhiều năm. Ừ. Và tôi có thể hình dung cơ thể anh là một cơ thể hơi gầy. Yeah. Và thường xuyên làm việc đam mê công việc. Rõ ràng với những người như vậy thì áp lực công việc nhiều, ngồi tư thế lâu, rồi kết hợp với vấn đề anh lười vận động, chế độ dinh dưỡng hợp lý, thì đó là những cái nguyên nhân có thể gây ra một cái bệnh kéo dài như vậy. Vậy thì lời khuyên đưa ra cho anh như thế nào? Đó là anh dừng ngay lại những cái động, những cái tư thế xấu. Yeah. Làm việc, ví dụ anh làm việc với vi tính nhiều thì là thường xuyên anh để cái cằm và cổ anh ở tư thế cúi so với cái bàn làm việc của mình, ở một tư thế quá lâu. Rồi đôi lúc anh để thỏa mãn cái cơn mỏi vai gáy của mình, anh lại thậm chí anh chống cằm, anh nghiêng đầu anh này nghiêng bên kia, vô tình chung có thể làm cho cái cột sống cổ anh bị vẹo nữa. Và khi bị vẹo như vậy thì thúc đẩy cái quá trình thoát vị đĩa đệm xảy ra nặng nề hơn và nó dài dẳng hơn. Tuy nhiên đây là những cái vi chấn thương mà xảy ra hàng ngày, lặp đi lặp lại hàng ngày. Chính vì vậy mà nó không gây nặng nề, nó gây ra một từ. Nhưng đến một lúc nào đấy, anh sẽ cần đến chúng tôi đấy. Anh sẽ đến bệnh viện và phải thăm khám và được chụp chiếu. Cái nữa là anh nên, nếu như anh là con người mà đam mê công việc và làm việc thường xuyên, nhất là thức khuya, thì anh nên hỗ trợ đầy đủ nước cho tôi, cũng như các cái chế độ dinh dưỡng cho khoa học. Thế nào là khoa học? Đó là bổ sung đầy đủ các chất protein, rồi collagen, đấy, hay là các cái canxi, magie, các cái bồi bổ thần kinh, bồi bổ cho mạch máu, thường xuyên vận động nhẹ nhàng. Yeah. Riêng về vấn đề yoga, chạy bộ, đạp xe đạp, bơi lội, không có một cái biện pháp nào gọi là tuyệt đối để giúp cho anh thoát khỏi loại bệnh này. Ngoài trừ anh kết hợp đa liệu pháp. Đa liệu pháp ở đây là như thế nào? Như tôi nói, anh có thể kết hợp và anh nên chọn cái môn thể thao mà nó phù hợp với lứa tuổi. Yeah. Chứ không nên chọn những thể thao nặng như những cậu trẻ, ví dụ đá banh, bóng rổ, bóng chuyền thì là rõ ràng không thích hợp với những người bị bệnh lý cơ xương khớp rồi. Yeah. Và môn thể thao thích hợp cho người bệnh lý cơ xương khớp đó là bơi lội. Tuy nhiên yoga đó là một biện pháp, hoặc là thể dục nhịp điệu hoặc là dưỡng sinh cũng là một biện pháp. Tuy nhiên ở yoga thì nếu như anh đang bị đau thì nên hạn chế các cái động tác, có thể nhờ thầy tư vấn cho mình những cái động tác mà tránh xoắn vặn các cái cơ trong cái cơn đau cấp. Như vậy sẽ xảy ra tình trạng dễ bị vẹo cổ tiến triển. Trầm trọng thêm bệnh của mình. Hoặc là như vô tình cái cơ mình đang bị co cứng rồi. Yeah. Mình lại xoắn vặn thêm theo chiều thế của nó nữa. Lẽ ra mình xoay theo chiều thế ngược lại. Yeah. Mình lại xoay theo chiều thế cùng chiều với nó. Thì ý như nó xoắn vặn cuộc sống cổ của mình còn gì. Là lúc đó nó gây ra thoát vị đĩa đệm nặng nề hơn, có thể gây liệt tứ chi chứ không chơi. Yeah. Đấy. Chú ý vấn đề đó. Được. Tuy nhiên hãy để cho trải qua hết giai đoạn đau và nên nhờ thầy yoga tư vấn cho mình là cái loại bệnh này nên chọn những tư thế yoga nào là phù hợp và thích hợp với mình. Và tôi theo nói, ngoài vấn đề tập thể dục ra còn phải kết hợp nhiều biện pháp, loại trừ tư thế xấu, kết hợp chế độ dinh dưỡng đầy đủ, chế độ nước hợp lý đấy, và loại trừ những cái bệnh mà chuyển hóa trong cơ thể mình, điều trị ổn định, ví dụ tiểu đường, sơ gan, thận, và loại trừ các cái bia rượu, thuốc lá, các yếu tố nguy cơ. Dạ. Nguyên thấy là loại trừ cái tư thế xấu là cái đầu tiên và cái quan trọng nhất. Được. Trong cái quá trình mà để điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Dạ vâng. Và Mỹ Nguyên xin được mời bác sĩ lắng nghe câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình và xin mời bộ phận thư ký kết nối ạ. Dạ, chương trình xin nghe ạ. Chào bác sĩ. Bác sĩ cho hỏi, tôi bị đau phía sau gáy, tê sau vài ngày thì càng có dấu hiệu nặng, có hôm ngủ dậy không xoay đầu về phía sau được và cổ rất đau, mặc dù tôi ngủ không kê gối quá cao, đi khám và chụp X-quang thì không có vấn đề gì. Bác sĩ kê toa thuốc uống liên tiếp 7 ngày thì có phần giảm nhưng không hết hẳn và vẫn đau ở sau gáy và bên phải, vai thì đau và tê bên trái. Vậy liệu tôi có bị bệnh liên quan đến đốt sống cổ hay không? Điều trị như thế nào cho dứt điểm? Tôi xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn anh đã gửi tới chương trình câu hỏi khá hay.
Thì việc đầu tiên những triệu chứng mô ảnh mô tả thì đó là một cái biểu hiện của một cái hội chứng mà nằm trong cái loại bệnh mà từ đầu chương trình giờ đã nói, đó là bệnh lý thoái hóa cột sống cổ. Có thể còn dẫn tới cái vấn đề thoát vị địa đệm cổ hay chưa thì đó là cần có những cái câu hỏi và thăm khám chuyên khoa sâu hơn. Anh bị đau vai gáy lâu dài như vậy, mặc dù anh không có những cái tư thế xấu, tuy nhiên vấn đề của anh có thể là anh có thay đổi trong, anh có quản lý được giấc ngủ của mình. Thường trong lúc ngủ mình đôi lúc mình để cái cổ mình nằm nghiêng quá một bên quá lâu mà mình không thay đổi tư thế thì cũng có thể gây co thắt các mạch máu nuôi vô đó, làm cho thiểu dưỡng các cái cơ cạnh sống, cạnh cột sống, cơ gân dây chằng cạnh sống, từ đó làm cho cái cột sống anh đã bị cứng, bị co cứng lại, co thắt lại, co cứng. Và nếu như tình trạng nó kéo dài như vậy thì nó sẽ đến cái vấn đề thoái hóa các mạch khớp, rồi lại thoái hóa địa đệm, rồi lại là thoát vị địa đệm. Nó như tôi nói, đó là cái chu trình cái sinh lý bệnh khép kín như vậy, vòng lẩn quẩn bệnh lý. Cho nên để mà dứt điểm thì anh cần phải lập tức thay đổi các thói quen của mình. Đó là thói quen hạn chế nằm nghiêng một bên, chế độ dinh dưỡng hợp lý, và nhất là vận động cột sống nhẹ nhàng tối thiểu ngày 2 lần. Nếu như anh là người thường xuyên làm việc ở văn phòng, thường xuyên làm việc vi tính, thường xuyên nghiên cứu tài liệu thì nên cúi ngửa hợp lý, xoay trái xoay phải, nghiêng trái nghiêng phải nhẹ nhàng, nên kết hợp với ăn uống đầy đủ các chất. Và một câu hỏi tiếp theo của khán giả, Mỹ Quyên xin được chuyển đến bác sĩ. Người nhà tôi năm nay 67 tuổi, 3 năm trước bị tê biến nhẹ, sau khi trị liệu đã đi lại được, nhưng mà tay chân còn yếu, gần đây thì có hiện tượng là cứng đốt sống cổ, xoay trở khó khăn và tê bì chân tay. Kính nhờ bác sĩ tư vấn giúp, chân thành cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn đã gửi tới chương trình câu hỏi. Một người tai biến, 67 tuổi bị tai biến nhẹ, đây là một cái không may mắn của chị. Tại vì rõ ràng người tai biến mà đi thì tất nhiên mất đi tư thế cân bằng vốn có. Thì vấn đề mà 3 năm sau mới dẫn đến vấn đề mà thoái hóa sống cổ, đó là hơi muộn đấy. Lẽ ra phải diễn ra sớm hơn. Tại vì mất cân bằng về mặt cân bằng cái trục của cơ thể. Đi thì người bệnh mà bị tai biến thì biết rồi. Đi không thể nào mà đi đều hai chân được. Đi bên cao bên thấp. Cũng như làm việc gì cũng hay có xu hướng là nghiêng về một bên. Chính vì vậy dễ làm thúc đẩy cái quá trình vẹo cuộc sống xảy ra. Và khi nằm cũng vậy đó. Khi mà người bệnh tai biến nằm thì họ nằm cũng có xu hướng là nghiêng về bên lành hơn. Mình không quản lý được. Cái hai là lười vận động. Mình chỉ đi bộ lại thôi. Chứ người bị tai biến thì cũng phải lười vận động hơn những người bình thường. Thứ ba là cái chế độ dinh dưỡng như thế nào. Chế độ người dinh dưỡng nó thì thường là người bị tai biến thì nếu họ có cái nhận thức nhất định thì họ có thể là ăn uống kiêng khem quá mức. Họ hạn chế các cái protein, hạn chế các cái mỡ đấy, thì nhưng ăn mà mình ăn kiêng quá mức thì cũng không tốt, tại vì mỡ nó cũng cần thiết cho sự bôi trơn, dẫn truyền các cái xung động thần kinh đấy, thì đôi lúc dẫn ra tê bì, rồi đôi lúc dẫn ra nó không có giúp cho mạch máu lưu thông được. Thì tư vấn điều trị mình là loại trừ các cái tư thế xấu, dinh dưỡng hợp lý, đồng thời đến các cơ sở vật lý và vật lý trị liệu đi, vừa phục hồi cái cổ đi. Nếu như mà sau mà tuần hay là 10 ngày gì đấy mà không đỡ thì mới hãy tới dùng thuốc, dùng thuốc không đỡ thì mới tới chuyên khoa xương khớp. Thì cái với những cái triệu chứng mô tả thì tôi nghĩ mức độ này cũng nhẹ thôi, cũng chứ không có vấn đề nặng nề. Con xin được cảm ơn bác sĩ và xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, chương trình xin nghe ạ. Xin chào bác sĩ, chào chương trình. Tôi bị thoát vị địa đệm, đã tích cực điều trị bằng thuốc tây nhưng không khỏi hẳn, mà còn mắc thêm chứng bệnh đau dạ dày. Vậy có phương pháp điều trị nào ít dùng thuốc, không cần phẫu thuật mà vẫn mang lại hiệu quả cao cho người bệnh không, thưa bác sĩ? Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn bác sĩ. Chương trình xin cảm ơn khán giả đã gọi điện ạ. Cái loại bệnh này tùy thuộc vào người bệnh rất nhiều. Còn chúng tôi chỉ hỗ trợ cho anh về mặt kiến thức, hỗ trợ cho anh mặt tư vấn để giúp anh trả qua được cái giai đoạn cấp này. Mong rằng anh trở lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể. Còn vấn đề tái phát hay không
là do phụ thuộc vào người bệnh. Yeah. Người bệnh có tuân thủ những lời tư vấn của bác sĩ hay không mà thôi. Mm. Ví dụ, anh thường xuyên có những thói quen xấu, bia, rượu, thuốc lá, thức khuya, lười vận động, thì anh phải thay đổi ngay. Chế độ dinh dưỡng không hợp lý, anh cần phải bổ sung vào thực đơn của mình mỗi hàng ngày. Cũng như anh đã uống đủ nước chưa? Nếu anh làm việc trong môi trường mà ra mồ hôi nhiều, anh cần phải uống nhiều hơn số nước mà người bình thường cần đủ. 4 chai 2 lít mỗi ngày. Song song cái đó rồi, thì mà để mà điều trị dứt điểm thì là tất nhiên phụ thuộc vào người bệnh thôi. Xin mời câu hỏi tiếp theo của khán giả và xin mời bộ phận thư ký chuyển cho chúng tôi. Dạ, chương trình xin nghe ạ. Tôi bị đau ở vùng cổ, vai và cả lưng nữa. Lấy tay ấn vào những bộ phận đó thì rất đau, nhưng không sưng nề bầm tím. Xin cho hỏi tôi bị bệnh gì? Có phải bệnh đau vai gáy hay bệnh đốt sống cổ không? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chương trình ạ. Xin cảm ơn chị đã gửi đến chương trình câu hỏi. Cái vấn đề mà các cái sưng nề mô mềm ở vùng cổ, lưng, vai, gáy đó, thì đầu tiên mình cần phải quan sát có dấu yếu tố viêm ở tạo cho đó không. Yếu tố viêm đó là khi nào chị quan sát xem có yếu tố bị sưng, nóng, đỏ hay không. Còn riêng về vấn đề mà khi mình ấn vào nó đâu thì rõ ràng là coi như là có thể là những cái cơ quan đó nó hay bị kích thích. Nó kích thích bởi cái gì thì mình chưa được rõ. Ví dụ kích thích bởi thần kinh, kích thích bởi cái cơ vùng đó bị tì đè, đè ép, đè nén quá lâu dẫn tới bị thiếu máu nuôi vùng cơ vùng đó, thì khi ấn vào nó gây chất tương tức. Hoặc là còn lâu hơn thì có thể gây ra chèn ép nhiều, thì khi mà mình đè ép quá lâu thì nó sẽ gây ra vấn đề bị thiếu máu nuôi thần kinh, nó cũng gây ra ngoài vấn đề đau nó còn gây tê nữa. Những cái nhiều triệu chứng mà chị mô tả vừa rồi, tôi hình dung rằng là cái quan trọng nhất là chị cần phải quan sát xem cái cơ vùng đó nó sưng như vậy, nó có đỏ hay không, nó có sốt, có nóng hay không. Cái đó cần là phải đi giải quyết ngay. Còn cái vấn đề ấn vào, cảm giác tương tức, ấn vào cảm thấy đau thì ai cũng vậy. Yeah. Ai cũng vậy. Ăn riết rồi cái nó hết đau. Thì ở bên Đông Y có một cái gọi là điểm huyệt đấy, được điều trị kích thích tại điểm đau. Vâng thưa quý vị, còn nhiều câu hỏi của khán giả gửi đến với chương trình, nhưng mà do thời lượng có hạn chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ sau. Thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các bệnh nhân mà thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, có thể mà tự chăm sóc mình một cách đúng đắn, tránh để cho bệnh nó tiến triển nặng nề hơn, hoặc là tránh uống những cái loại thuốc mà có thể lợi bất cập hại cho sau này? Và thêm một vấn đề nữa là đối với những người mà chưa mắc bệnh thì họ làm thế nào để phòng căn bệnh này thưa bác sĩ? Đối với những người mà đã mắc bệnh rồi, để mà bệnh đừng có tiến triển nặng hơn, thì ngay lập tức dừng ngay những cái tư thế xấu lại, những thói quen xấu, thực hiện ngay lối sống lành mạnh, tăng cường vận động, kết hợp với tuân thủ đúng cái lời dạy của thầy thuốc. Yeah. Đối với những loại bệnh này thì một số bà con của mình hay tự ý dùng thuốc bằng cách là những thuốc tể. Yeah. Rồi thuốc không rõ nguồn gốc, đôi lúc họ sẽ pha trộn những cái corticoid vào, hay là dân gian hay gọi là chất đề xa đấy. Thì như vậy thì về uống thì nó có giảm đau ngay lập tức. Tuy nhiên về mặt hậu quả giữa nguy cơ và lợi ích thì cái nguy cơ nó nhiều hơn lợi ích mang lại. Yeah. Với những người mà chưa bệnh thì nên chú ý lắng nghe cơ thể của mình, cũng như khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, mỗi một năm đối với lứa tuổi dưới 45 tuổi, và mỗi 6 tháng một lần đối với cơ thể mà trên 60 tuổi. Thì nên khám sức định kỳ để biết cơ trong cơ thể mình có những cái rối loạn gì để mình kịp thời điều chỉnh. Đấy. Kết hợp với đó thì mình cứ duy trì cái lối sống hiện đại của mình. Yeah. Đó là dinh dưỡng hợp lý rồi. Những người chưa bị là chắc chắn tới giờ này là dinh dưỡng hợp lý rồi. Yeah. Cũng như là họ là biết cách vận động cuộc sống mình thế nào là tốt, biết cái tư thế làm việc của mình ngồi thế nào là tốt. Đấy. Biết cách nằm ngủ như thế nào là tốt. Yeah. Biết không có thói quen xấu nào, tránh những thói quen xấu nào, ví dụ như bia rượu, thuốc lá, thức khuya đấy, uống những đồ tinh bột nhiều, có ga, ăn quá ngọt. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thọ, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Bà Rịa đã trả lời trong chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay. Chương trình tư vấn sức khỏe cho mọi người đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.